Xin chào anh em, trong video ngày hôm nay mình sẽ làm cái thử thách nâng cấp Bartolomeo của mình từ 9 sao lên 10 sao luôn chỉ trong vòng có 24 giờ kể từ khi có sự kiện mới anh em nhá. Anh em hãy xem hết video để xem mình đã làm như thế nào nhá. Đầu tiên thì mình đã vào trong cái phần thư này, nhận nhanh một phát vào, ôi dồi ôi, được 140 kim cương nhưng mà có thêm 7.000 cái huy hiệu hạm đội thì khá là ngon. Hôm trước mình đã nâng cấp dở vào nghề kiếm sĩ bởi vì lúc đấy Xanh nâng rất là mạnh luôn. Nhưng mà sau khi Perona ra mắt một cái thì nghe chừng chú Xanh lại bị giảm sức mạnh đi đôi phần. Thế là mình quay xe và bây giờ nâng cấp luôn một nghề hỗ trợ anh em nhá, phun máu rồi này. Tuần này có tiệc Sanji thì cũng khá là ngon đấy, nhưng mình chỉ tặng miễn phí thôi, mình để dành kim cương khi nào nhiều một chút thì sẽ xả sau để cho anh em thích cái con mắt anh em nhá. Sự kiện tuần này thì có cửa hàng sô cô la đấy, nhưng mà mình sẽ không mua vào cái túi thuyền trưởng nữa. Do là mình đã có 210 sô cô la rồi thì mình sẽ cố gắng tích lũy thêm 90 sô cô la nữa và mua thêm 60 trái ác quỷ. Với cái trái ác quỷ này thì chắc chắn là mình sẽ có thể mua được nhiều đồ hơn, ngon lành anh đào. Còn cái shop cỏ bốn lá này thì chắc chắn là mình sẽ phải mua mắc rồi anh em ạ. Đây rồi, mình sẽ dùng luôn 15k cỏ bốn lá, mua 30 lần x5 thùng bia tương đương với 150 thùng bia anh em nhá. Nâng tổng số thùng bia của mình lên 255 luôn rồi anh em ơi. Mình sẽ cố tích lũy được 600 thùng bia để khi nào mà ra tướng mới xả OI một phát là ngon lành cái đào luôn. Sau đấy thì mình tiếp tục quay trở lại shop cỏ bốn lá để có thể mua thêm cốc bia vàng, nhưng mà chỉ mua được thêm 45 cốc nữa thôi do là cái cỏ bốn lá này của mình cũng đã hết mất rồi. Thực ra mình đang có 726 cái xu may mắn đấy, nhưng mà mình đang tích lũy lại để có thể là chờ xả xong cái sự kiện mà tướng mới tuần sau nữa anh em nhé. Mình tính toán đâu đấy là phải cần 1.400 xu cho đến 1.600 xu thì sẽ OI được 4 cái vòng, mà bây giờ mình mới chỉ tích lũy được có một nửa thôi thì vẫn cần phải tích lũy thêm anh em ạ. Sau đấy thì mình tiếp tục vào trong cái con bot Akainu này bắn được một phát, kiếm thêm 300 kim cương và một cái dương bot nữa anh em nhé. Trong cái phần shop Akainu thì mình sẽ chờ thêm một cái điểm nữa để có thể mua cái dương may mắn Lady Perona, mở biết đâu ra đứng Perona luôn. Hoặc nếu không thì ít nhất mình cũng có thể kiếm được 100 xu may mắn, mình thấy cái này là dễ ra này. Hoặc 50 cốc bia vàng cũng là ngon lành cái nào luôn anh em. Và nếu như anh em nào mà xem video lần trước của mình ấy thì đội hình của mình đang bị yếu quá, hơi thọt một tí so với hiện tại. Những anh em khác đang build rất mạnh rồi, thế cho nên mình quyết định vào trong cái phần mảnh này và mở nốt tất cả những cái mảnh mà mình có để xem em sở hữu được những vị tướng gì anh em nhá. Hợp thành luôn. Uầy, Rayleigh anh em ạ. Hiểu rằng em gì đây, Aokiji à? Cho thêm một chiếc cư gian ở đây nữa là ngon này, bởi vì vị tướng Aokiji cư gian nó sẽ là ngon lành cành đào hơn anh em nhá. Đây này, đấy, một vị tướng nữa có phải là Okela hơn hay không. Tiếp theo là đến mảnh L1 anh em nhá, để mình xem nào. Uầy, Jinbe à? Nếu như có Jinbe Wano cũng là ok luôn này. Marco, và vị tướng thứ ba sẽ là gì đây? Fujitora anh em ạ. Tiếp tục đi. Ui giời ơi, lại là Jack kìa. Và em này thì sao, Queen à? Liệu rằng đây có phải là King hay không đây? Sugar hả? Hiện tại Sugar thì mình cũng thấy một số bạn chơi đấy, nhưng mà cũng không được nhiều cho lắm. Ok, Capon Bege này, đây cũng là một trong những cái vị tướng mà ở thời đỉnh điểm meta rất là mạnh nha anh em. Tiếp tục nào. Trời ơi, Sanji, Vinsmoke anh em ạ, không thể tin được. Và Bugres. Tiếp tục đi. Sanji New World hả? Chỉ còn lại mở được 3 em nữa thôi, để mình xem lần này ra em gì. Moria anh em ơi, 125 ảnh. Cà rốt su long này anh em. Ồ, trong đội hình của mình thì hiện tại cũng có một em cà rốt su long nâng cấp lên được 8 sao rồi. Và với em đấy nữa thì mình có thể nâng cấp vào lên 9 sao đấy anh em. Thì mình sẽ nâng cấp thử luôn anh em nhé. Nhưng mà hết phôi 6 sao rồi. Mình chợt nhớ ra là trong cái phần shop hiệu rank S này mình có thể mua được phôi 6 sao. Nên mình vào đây mình dùng 20 cái huy hiệu rank S và đổi lấy một phôi 6 sao bên hệ chính xác. Và tiếp tục quay trở lại và nâng cấp cho em cà rốt su long của mình lên được 9 sao luôn anh em nhé. Đây này, hai em phôi 5 sao nó cực kỳ là easy luôn. Và thế là mình đã nâng cấp được em cà rốt su long lên được 9 sao. Nghe chừng cũng ok là ổn áp đấy. Nhưng mình sẽ để dành cái tài nguyên này chưa nâng cấp lên level 200 vội. Còn là một lần ghép mảnh SSL1 cuối cùng anh em nhá. Vâng, lần này ra Nami New World thì hơi chán anh em ạ. Rồi bây giờ tướng nhanh nhẹn thì sao đây? Nekomamushi này. Và bên hệ bên bỉ thì như thế nào? Zoro Wano anh em ạ. Buồn thế. 200 mảnh tới bậc S này. Trời ơi, chán đấy nhở. Và đây rồi, ghép lên Tuti hai em luôn anh em nhớ. Dù là không ghép ra được em gì ngon lắm, thế nhưng mà do là mình ghép được em cà rốt su long lên được 9 sao nên đã nhận lại được một số cái phần thưởng luyện tướng khá ngon lành cành đào anh em ạ. Lại có thêm mảnh này. Thế thì mình ghép luôn này, thông minh này, thông minh này, thông minh. Ui. Mihawk anh em ạ. Và tiếp tục, đây là vị tướng gì đây? Lo Wano. Bên sinh khí thì sao? Lại Bugess anh em ạ. Tiếp theo sau đó mình nhận thấy Bartolomeo Wano của mình đã có sẵn 50 mảnh ở trong túi đồ rồi. Bây giờ mình sẽ hợp thành một phát. Và như vậy là mình chỉ còn thiếu đúng một em nữa thôi là mình sẽ có được một em đầu tiên trong đội hình lên được 10 sao. Đó chính là Bartolomeo Wano anh em nhá. Và như lần trước mình đã hứa với anh em là cần phải chăm chỉ cày thông thạo hơn. Thế cho nên mình đã vào trong phần liên đấu và cày quốc cực kỳ bùng nổ luôn. Kể cả đối với những cái nhiệm vụ tổng bộ dùng Bartolomeo Wano hoàn thành 4 lần nhiệm vụ 4 sao. Thậm chí mình đã dùng kim cương để reset luôn để ra nhiệm vụ 4 sao và thực hiện hoàn thành cho Bartolomeo Wano của mình anh em nhá. Trong lúc chờ đợi
nhiệm vụ hoàn thành thì mình quay trở lại để chiến liên đấu thôi. Đội hình của mình hơi cùi, thế cho nên là những vị tướng nào mạnh nhất trong đội hình của mình thì mình cứ vượt vào anh em ạ. Trận thứ hai thì mình đã thua anh em nhé, còn trận thứ ba thì không biết như thế nào đây. Ôi rồi lại thua mất rồi. Ok, nhưng mà mình đã tính toán chuẩn anh em ạ, mình đã hoàn thành đủ 10 lần anh thương là xong. Đấy, nhận thêm 10 mảnh Bartolomeo nhá. Như vậy chỉ còn 40 mảnh nữa thôi là mình có thể nâng cấp cho em Bartolomeo của mình lên 10 sao rồi. 3 days later. Và sau nhiều giờ cày thông thạo cực kỳ mệt mỏi luôn, nhưng thực ra là vợ mình mệt chứ không phải là mình mệt, bởi vì thông thạo này là vợ mình cày hộ mình anh em nhá. Trời ơi, đỉnh thực sự luôn anh em ạ. Cực kỳ khủng khiếp luôn. Vợ mình thậm chí còn cày cả Acerberus các kiểu con điểu luôn này, cốc bia vàng. Ôi trời ơi luôn. Và chắc chắn rồi, Bartolomeo Wano của mình đã đến vòng 5, nhận thêm được 10 mảnh nữa và hai cốc bia vàng nữa anh em nhá. Mình sẽ nhận thêm phần thưởng ở trong cái phần hoạt động tháng thường, 1550 kim cương, 8 thùng bia, ok là luôn anh em nhá. Và tất nhiên rồi, bây giờ mình đã đủ 50 mảnh Bartolomeo Wano, hợp thành thêm được một em nữa. Và bây giờ thì đến tiết mục cực kỳ bùng nổ, đó chính là nâng cấp Bartolomeo Wano của mình lên 10 sao. Nhưng mình bị thiếu mất một phôi 6 sao và một phôi 9 sao anh em nhá. Ô, phôi 9 sao thì có rồi anh em ạ. Thế thì mình quay trở lại shop hiệu danh S và làm thêm một phôi 6 sao ở bên hệ, nhanh nhẹn nên là ok anh em. Giờ thì đây rồi anh em ơi, Bartolomeo là vị tướng đầu tiên trong đội hình của mình lên được 10 sao anh em nhá. Ổn áp luôn đi chứ. Và chắc chắn mình có thể nâng cấp cho Bartolomeo của mình lên level 250 rồi anh em. Khi nâng cấp được lên level 250 thì chắc chắn mình vào trong cái phần trang bị đặc thù này và tiếp tục nâng cấp cho nó lên thêm được nhiều sao nữa anh em nhá. Đây là bao nhiêu đây? 60 à? Thế thì phẩm độ nâng cấp thêm một vạn nữa, lên vạn nữa không? Ồ, câu trả lời là chưa anh em ạ. Sau khi nâng cấp Bartolomeo lên 10 sao thì mình cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ luyện tướng 10 sao, nhận thêm 1000 kim cương và 4 trái ác quỷ anh em ạ. Ui nói anh trái quỷ mình nhớ, trong cái cửa hàng đại hải tặc thì ngày hôm nay nó đã reset rồi. Như anh em có thể thấy mình đã tích lũy được 216 trái ác quỷ chỉ chờ cái giây phút này thôi anh em nhá. 80 trái ác quỷ mình sẽ dùng để mua một cuốn trục L2, 60 trái ác quỷ mình mua một cuốn trục L1 luôn anh em ạ. Và thế là ở thời điểm hiện tại mình đã tích lũy được một cuốn trục L1 và hai cuốn trục L2 anh em nhá. Khi nào có một vị tướng gì đấy cực kỳ xịn sau con bò thì mình sẽ mở một mạch luôn anh em ạ. Còn ở dưới này mình có một dương bóp may mắn mình sẽ mở luôn anh em ơi, được có 10 xu may mắn thôi. Nhưng vẫn còn đấy là Dương Lady Perona, mình sẽ mở luôn anh em ơi. Trời ơi, 5 thùng Belly 72 giờ mới cú chứ anh em. 5 thùng Belly thì cũng buồn, nhưng buồn hơn là vị tướng Karasu này ở thời điểm hiện tại đang bị out dần meta, mà trong khi đấy mình đang nâng cấp dở. Thôi thì buồn nào gì cũng sẽ qua, chỉ có buồn ẻ chẳng tha ngày nào. Thế cho nên mình quyết định bỏ luôn Karasu và thay vào đấy mình sẽ chơi thẳng với em Rob Lucy này anh em nhá. Vậy nên mình có một cuốn trục L1, mình sẽ sở hữu luôn Rob Lucy để nâng cấp cho em nó mạnh mẽ hơn anh em ạ. Rob Lucy ok luôn. Giờ thì đến lúc để nâng cấp cho Rob Lucy của mình lên sao rồi anh em ơi. 1 2 3 và 4 này. Rồi, lên luôn 6 sao anh em nhá và nâng cấp level cho nó lên được level 140 anh em ơi. Tiếp tục là mình sẽ nâng cấp lên 7 sao, cực kỳ là đơn giản thôi. Và một phôi 6 sao nữa. Ôi, mày quá có luôn này anh em ơi. 3 phôi 5 sao nữa. Thế là lên là 8 sao rồi anh em nhá. Thiếu thêm một em Rob Lucy nữa thôi là mình có thể nâng cấp cho nó lên được 9 sao. Thì tạm thời mình sẽ nâng cấp level trước cái đã. Trong cái phần trang bị đặc thù thì mình cũng sẽ mở khóa luôn và nâng cấp all-in vào trong máu của Rob Lucy tăng cấp lên thật mạnh anh em ạ. Ok, phẩm đồ này lên luôn. Bao nhiêu sao đây? 4 sao rồi. Tiếp tục mình sẽ trang bị cho một con pet liên quan đến chỉ số máu anh em nhá. Nhưng mà mỗi tội không có con nào chỉ số máu cả thì thôi, trang bị mấy cái này linh tinh để đã vậy. Tiếp tục là mình sẽ cố gắng đi cày cuốc ở trong cái phần nhiệm vụ thông thạo để kiếm thêm Rob Lucy và nâng cấp cho em nó lên 10 sao luôn anh em nhá. Còn lại một số những cái sự kiện mà mình không chơi ở đợt thử thách lần này. Thứ nhất là cái lễ hội One Piece, bởi vì mình không có xả thùng bia cũng như là cốc bia vàng thì mình sẽ không có khúc thịt để tặng cho mấy ông thần tài kia anh em nhá. Còn quay trá quỷ thì mình cũng không có tham gia vì tài nguyên của mình không có nhiều, quay trá được bao nhiêu cả anh em ạ. Nếu như mà quay chưa đủ vòng thì nó cũng bị thọt nhiều tài nguyên lắm. Tương tự với vòng quay ác quỷ cao cấp cũng như vậy anh em nhá. Sự kiện tích tiêu kim cương thì mình mới tiêu có 930 kim cương mà thôi, chắc là chỉ tiêu thêm 70 kim cương nữa để tròn đúng cái mốc 1000 kim cương này, lụm thêm 200 kim cương và 10 cốc bia vàng. Có lại thì mình đã chia sẻ cho anh em ở video trước rồi, mình vẫn sẽ tích lũy kim cương lại, bao giờ nhiều nhiều hơn nữa thì mình mới xả anh em nhá. Tuần này mình cũng không đổi lính chi 10 sao, bởi vì ở những tuần trước mình đã đổi khá nhiều rồi, mà tuần này mình lại không xả thùng bia cũng như là cốc bia vàng thì lấy đâu ra phôi 5 sao mà đổi đây anh em. Kho báu huyền thoại thì ở cột mốc 20k và 30k mình cũng có thể sở hữu thêm những cái cuốn trục và phôi lính chi 6 sao hoặc là 10 sao. Nhưng mà mình cũng sẽ nhịn ở tuần này luôn anh em nhá. Và tất nhiên mình cũng nhịn luôn chiêu mộ đặc biệt, nhịn luôn su vòng quay và nhịn luôn chiêu mộ đại hải tặc anh em. Cũng may là ở những tuần trước mình cũng đã tích lũy đủ cái vé đánh đấu trường để tuần này có thể dành thời gian cày thông thạo anh em nhá. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thử thách tiếp theo anh em nhá.